Rồi, đã có smoke. Và anh ta có Ron, anh ta chưa Ron một lần nào trong game đấu này. Mục tiêu đầu tiên sẽ là ai đây? Nhưng Tofu đã có hẳn level 7 rồi, nhìn thấy được con hổ này trước. Một tình huống Static Storm luôn. Hổ khi bật cho mình một cái Moonlight Shadow lên nhưng mà không đủ rồi, sẽ chỉ giúp cho đồng đội lùi về thôi. Còn anh ta sẽ bỏ mạng lại một pha counter gank rất tốt đến từ bên phía team Gai Mìn. Rồi vòng sau, đằng xa anh ta phát hiện được ra tường smoke này rồi. Ace cũng đang chưa có gì để bắt con hổ này. Hổ vẫn đang chọn góc. Hổ đã bị gửi. Hổ có lẽ sẽ chết ở đây. Tạo khoảng trống cho những người khác nhưng Snake King cũng đang phát hiện ra. Snake King cũng chết rồi. Đây không phải gọi là tạo khoảng trống nữa. Đây đang là những cái tình huống fit one by one của bên phía team Thunder. 8-1 cho Gai Min. Phát huy ở LBK. Naga thì thực ra bình thường cũng có thể out network được, nhưng mà 16 phút thì Naga chưa có gì để out network được cả. Yeah. Và trận này 16 phút có Lina 10k network rồi, còn Fu 9k. Nếu mà đánh tiếp thì nhưng từ có một pha bật song rồi. Liệu sẽ có một pha overgrow chính xác. Combo này là thuộc cuộc rồi. Ok. Tiếp luôn không còn nhiều. Overgrow được chúng một disruptor. Sao? Với ông ngoài phối hợp. Bọn đệ này bị chói. Solo Roshan luôn. Bọn đệ này bị chói và LP counter mạnh luôn. Vào đây Solo Roshan phát theo Queen tip vào đầu ngay. Ôi cả đây rồi. Một ro nhưng bật kịp BKB. TP là sống. Không thèm TP luôn á. Không chết. Chạy bộ về. Không chết luôn. Chạy bộ về luôn. Phải luôn. Ăn Roshan xong rồi. Bắc là người cầm Roshan, nó cẩn thận. Thế bây giờ Queen được đánh láo để anh ta có thể tiếp tục farm. Anh ta bắt đầu có thể farm láo rồi. Bây giờ chia đều network cho cả ba con. Xong, bắt được Saksa. Vô địch thế giới thì cô đây này. Ôi cà, anh cứ giơ tay vỗ nhưng mà không còn sai nữa rồi. Còn sống, xa được vô địch thế giới. Moonlight mà không có bắn cái gì ấy. Đây là lộ hết cả Moonlight rồi đấy. Sniper gậy xanh. Ôi hổ lại chết. 12 thì chúng mình team Gai Min Gladiators. Đánh quá hay. Pick hay. Và chơi cũng hay. Lên thảm phủ set 2 là một lựa chọn quá hay từ Ace. Và chấp nhận hy sinh cho Ace đánh như thế cũng là một cái đồ chơi quá đồng đội đến từ CCNC. CCNC chơi Park rất thương hiệu. Lúc đầu chịu khổ tí. Farm bù đến hết rồi. Bên cả overgrow. Bên cả overgrow deny cả trụ. Không deny được trụ nhưng mà bên cả overgrow. Mình nhưng không phải bết đâu mà. Ui ôi. Ông ta xem được cả Nai về. Nai anh ta có được cái buy nhưng anh ta mà Static Storm anh ta dính cả Dreamcoin là chết rồi. Đây là Beastmaster. Queen anh ta vẫn còn Aegis. Anh ta thậm chí là còn hạ được cả mạng của Baba trước khi mất Aegis. Phút máu, phút mana, 5 người của bên phía team Gai Min sẽ tràn lên. Và có lẽ cái mục tiêu của họ sẽ là trụ 2 nữa chăng. Silent vương của Park. Nhưng ngay lập tức là câu trả lời đến từ bên phía team Gai Min. Họ massive TP lên trên này. Và một Laguna để có thể back up cho đồng đội. Đồng thời tiện đưa Skeeter lên bảng điểm số 14-2 rồi. Bên phía team Thundra họ chỉ muốn một con support thôi nhưng không được. Đây là Lurs. Cần quá nhiều item to chám vào. Phải có Ascadi để cắt hồi máu của đối phương. Sao lại tích nữa đến từ Ace. Ace anh ta bị raw rồi. Không có ai ở xung quanh cả. Và Ace nằm xuống. Diakio có mặt ở đây. Chói được chúng cả. Sniper đang TP. Và Nai anh ta bị giữ chân lại. Trong khi đó thì 3-3 anh ta sử dụng BB của mình và lùi về. Vậy là 1-1. Đến phía Thundra cũng không đến ứng cứu kịp. Đây sẽ là một pha 4-4. Thực chất là Diakio có 2 mạng. Nhà một lên cho đối phương rồi, chịu không. Lina thì bây giờ ra nó không cần sự hỗ trợ của người lắm thôi. Bắn quạnh. Trông bắn. Bắn. Trông bắn. Bắn vào drone được luôn rồi đấy. Thôi, support thì có thể cũng sẽ có buyback. Sẽ chuyển sang Amiga Creep. Nên chưa perfect, quay trở lại. Một cơ hội cho bên phía team Thunder một chút nào luôn. Ăn được cả trận với mạng. Trên thêm mạng nữa rồi. 23-4. 24-1. Và sẽ là bao nhiêu nữa đây. Giờ kiểu ra lao lên. Có Rincoin rồi. 3-3.
bật phụ đi đi và ro trong vô vọng. Những người phía sau không ai chết cả, Naga nằm xuống và có lẽ anh ta đang là người bỏ chạy. Anh ta gõ GG rồi, 26-4 triple kill để kết thúc game đấu này. Chúc mừng Gai Min game 1. Chúc mừng những người của Gai Min, của anh ấy support team rất mạnh, em đánh giá như vậy. Để tiếp tục ập vào Hunter một lần nữa và hy vọng nó sẽ chết. Cấu được một nửa máu Hunter rồi, nhưng đội của Hunter đang xuống, nó có Ravet rồi. Ravet hai người hai rồi, có coi chết rồi đấy. Thua đơn giản như vậy, chết cả con gà kia, điêu gà đi, không quan trọng luôn. Bắt cả con ớt kia. Ôi mấy ông này chốc nặng lắm rồi ấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Ông sneaking chốc siêu nặng. Bắt phải chọn con 2 rồi. Ok, con S6 rồi, lao lên Econ 2 đi. Không được mắc một cái sai lầm nào nữa này. À, ôi. Rồi, ok. Lấy được cả Ravet luôn. Thoát được ra khỏi Static Storm luôn. Được hay này. Tuy nhiên vẫn là một đổi một. Chẳng có S lao vào và bị dính sai lần đôi. Tuy nhiên chưa chết ai bên phía Team Tundra cả. Glimpse được Nai về, nhưng Nai được cứu với sắc xa. Yeah. Khi mà sneaking vào bộ. Không chết đâu mà. Một khoảnh khắc khá là vui của Major. Hai con lợn đuổi nhau. Và một beat này là không bao giờ chơi nhá, chắc chắn. Don Maxi thì vẫn ok. Maxi em cũng không chơi. Break coin luôn. Ngay sau đấy là Static Storm. Bởi vì anh ta có bài. Có bao một cái Echo Slam. Wow. Echo Slam cực kỳ quyết đoán của Sneaking. Đây rồi, từ chê người ta đi. Nhưng mà pha vừa pha mà và bà biết quá hay về cái bài của mình. Anh ta lùi sau đó thì bật bài lên. Bài một beat này là không bao giờ chơi nhá, chắc chắn. Don Maxi thì vẫn ok. Maxi em cũng không chơi. Break coin luôn. Ngay sau đấy là Static Storm. Bởi vì anh ta có bài. Có bao một cái Echo Slam. Wow. Echo Slam cực kỳ quyết đoán của Sneaking. Đây rồi, từ chê người ta đi. Nhưng mà pha vừa pha mà và bà biết quá hay về cái bài của mình. Anh ta lùi sau đó thì bật bài lên. Nó phí xùa nữa anh ạ. Không phải phí chờ nữa rồi. Đúng ạ, tránh nhau cái loot. Này này, bị ăn ra hết. Ở đây thì chưa bước ngoặt trận đấu. Nai bây giờ không phải là phần quá quan trọng trong đội hình của Tundra nữa đâu. Tuy nhiên thì vẫn là một mạng dành cho GG. Mà khoảng cách vẫn chỉ là một can network thôi. Gặp Fischl thôi. Để làm gì ạ? Mình đang thiếu người. Không làm gì nổi ở đây. Bị giữ chân sắc xà. Sắc xà chưa chết. Mất Red Pack rồi. Red Pack. Silent được bắt rồi. Stun được Queen. Queen lên bảng đếm số với cú chặt đến từ Sneaking. Nhưng cũng phải đổi lại mạng của sắc xà. Skitter bị dính cho mình tình huống Gust đẩy vào. Không còn Ravet nữa. Vẫn gas được, vẫn lấy được sai đây rồi. Gửi được Skitter về. Skitter anh ta có thể sẽ phải chết ở đây. Echo Slam thẳng người của Nidakio. Hai carry đều đang yếu máu. Ai sẽ là người chết trước đây? Cả hai có lẽ sẽ cùng chết rồi. Bên phía team Gai Min họ đang ở phần sân của Tundra. Và Tundra đang có những cái skill để giữ chân. Một Fisher tiếp được hai người. Và có lẽ là Seri sẽ chết. Gửi được 3-3 về. Ném đá hơi chậm một chút. Seri anh ta sẽ chạy, nhưng anh ta chạy đi đâu đây? Ép đường chạy rồi. Đấy, đây, Tundra và con Nai đánh vào. 3 đổi 3. Trong đó thì Tundra họ đang không có Echo. Ô, ra vết luôn. Ra vết chúng 2 người rồi. Đặc biệt là chúng có Shaker, nhưng Shaker chưa chết. Ace bị giữ chân lại, 3-3 bị dính Laguna, cũng chưa mất mạng ở đây. Ace chưa chết. Goku sử dụng cho mình Static Storm. Glimpse Back luôn, tất cả các chiêu ulti to đều không có tác dụng gì với thành viên của team Tundra cả. Yo chết rồi, xong rồi, không có team BB chăng. Ơ, chạy rất nhanh. Chạy siêu khủng ấy. Mà... chạy Pro VIP luôn đấy. Phản công chăng? Không được rồi, chạy thôi. Sao bây giờ giật đuổi đau tim quá nhỉ? Ơ, chết một con thai với con ăn đai cũng được. Con thai kiểu gì nhỉ? Không có ạ. Ok, không có gì rồi. Không vẫn có ạ. Ravet chúng hai người bị hack ngay. Ace anh ta phải lùi. Có đồ ô để Ravet tiếp công. Cặp đồ ô của ra rồi. Nào, không thể phá được cọc. Bên kia team chúng ta vẫn phá xong cọc rồi. Team Raxio bây giờ anh ta cũng sắp hết BKB. Vâng, là hai team lại về.
Nếu bây giờ GG không về thì có cố gắng bắt vào người của Ba Ba. Không ai lên cứu Ba Ba nhưng Ba Ba ghép đĩa. Ghép đĩa thành công. Trời ơi, không khác gì một khi Legends. Nhưng Ba Ba vẫn phải đẩy vào trong tình huống này. Bị đẩy vào và chết. Đổi một sắp 4 để lấy một số 3 bên phía Tundra. GG Team Gaming họ đang là những người đổi lời hơn. Thì mày có thể đổi trận. Anh đang thực hiện được. Xung phạt kéo 2-0 lên này. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Cắt đôi một luồng luôn á. Đúng kìa, bị đẩy vào rồi anh ơi. Đi Vaxio. Chết rồi. Bật Exit hơi nhạt. Bây giờ thì phải bật DB để đi ra. Không, đi vào đánh nhau tiếp luôn. Bắt luôn như này thật. Nhưng Primal Beast của Nai đã có đĩa. Không, đấy là còn 3-3. Ba Ba có đĩa, Nai bật KKB rồi. Thì Lazio cũng đã hết cho mình KKB. Như vậy là chỉ ăn được một Zuba thôi. Không. Nên này ra luôn. Zuba giờ là đang không biết phải làm gì nữa đấy. Con nhện này cũng đang không chuyện gì. Ra vết chúng 3 người rồi. Xong chắc chắn Nai chết trong nhóm này. Không bật kịp KKB vì đó là Steady Stone có gậy xanh. Một tình huống combo. Phải nói là đi vào sách giáo khoa của Zuba. Private và Steady Stone. Ba mạng của Tuhoa đều nằm lại dưới tay của Diraxio. Vâng, và Ra không hề có ba bách. Những điều vội còn lại của mình. Không dám ra nhặt gem luôn. Chỉ là ping là cùng gem thôi. Over của mình Blink rồi. Nên nhớ rằng thai còn một Robert nữa. Sở 3. Tiếp tục lao vào. Nhưng thai ta đang chọn góc, anh ta đang chờ hết DKB. Lina vẫn chưa chết. Lina sắp sửa khôi. Lina bắn Sanic lên. Bắn Sanic và bắn rồi. Đủ đam trong bắn rồi. Nai Dai Bách trong pha này rồi. GG bỏ cây. Đúng là anh Lý nói quá chuẩn. Gaimi là một đội mạnh và liên đấu này gần hết rồi. Chắc của nó đã kết thúc tại đây. Sắc xa cũng sẽ lên bảng điểm số. Chúng Mỹ sẽ được cát thêm một game nữa. Tôi cũng vậy. Vừa rồi là một game đấu rất hay. Ba Ba vẫn đang cố gắng chống cự. Tuy nhiên thì sức lực vẫn không nhẹ. Đỡ độc nha là không đủ. Một cái bộ trang bị mà con Roshan tiếp theo sẽ cung cấp bây giờ đầy đủ tất cả. X-Bang của CCNC có gãy đẩy, anh ta vẫn đang rất khỏe. Lượng máu cũng như là strength của CCNC cũng thể xem thường được. Rất khó để burst chết được con bug này. Nay ta lao vào, anh ta không chết được Disruptor rồi. Có thể ra được Steady Storm không? Câu trả lời là không. Diakio ta bật được Sanic lên nên đang bị cấm đánh. Nhưng Ravage rất hay đến từ A. Tiếp tục là vào Ravage nữa rất nhanh tay. Và đó là buyback của Woodmother. Bên phía team Tundra họ chỉ còn 2 người thôi. Trước đó thì Ra cũng đã chết. Và đây có lẽ sẽ là tình huống có GG. Bên phía team Gaimin họ chỉ cần 2 combat ở cuối game. Khi đó thì Tundra chật vật. Như là 3/4 thời gian ở trong đấu. Từ early đến mid game đến đầu late game đã có một vài cơ hội để có thể end được trận đấu và lên 2 round. Tuy nhiên Gaimin phòng ngự quá tốt và chiến thắng 2-0 này thực sự là xứng đáng thuyết phục những gì mà họ thể hiện.